Chào mọi người, bạn nam này có chia sẻ như sau: anh ơi, em có cả 9 ngón RL, cả hai bàn tay đều hướng về ngón út và bàn tay phải có một ngón út là đại bàng WE. Vậy thì bạn trai này đang bị nhầm lẫn rồi nha. Sẽ không có trường hợp nào là có 9 ngón RL được đâu, bởi vì chủng vân tay nước ngược RL là một chủng vân tay hiếm. Nó chiếm tỷ lệ với chỉ 2% thôi, nghĩa là cái xác suất xuất hiện của nó sẽ rất là thấp. Và trong hành trình 8 năm làm nghề của mình á, cái trường hợp mà nhiều chủng vân tay RL nhất á thì mình gặp nó chỉ có 3 ngón là xác suất đã rất rất là nhiều rồi mọi người nha. Còn trường hợp mà bạn này chia sẻ là hai bàn tay đều hướng về phía ngón út, cái dòng chảy mà nó hướng về phía ngón út như vậy nè thì được gọi là chủng vân tay nước xuôi UL, thì đây là cái tỷ lệ chủng vân tay phổ biến. Còn khi nào nó phải chảy về cái phía ngón cái, cả tay trái và tay phải luôn nha, cái dòng chảy của nó hướng về phía ngón cái thì mới được gọi là chủng nước ngược RL. Nên thành ra là các bạn không quen á, không xem nhiều á thì các bạn sẽ rất là dễ bị nhầm lẫn, nên là cứ tưởng như vậy thì không phải, các bạn cần phải check cho kỹ nha. Và nếu như các bạn nào có câu hỏi nào liên quan về sinh trắc vân tay cứ bình luận xuống bên dưới, Hiếu sẽ giải đáp cho mọi người nhé.